Hello các bác, em kính chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại kênh mua bán xe cũ, xe nước đã qua sử dụng của em Việt Cường. Các bác nào đang cần tìm xe trong tầm tài chính khoảng độ hơn 300 triệu thì ngày hôm nay em Cường đang có đằng sau đây. Đó chiếc Hyundai i30 sản xuất năm 2014, chiếc xe nhập các bác nhé. Xe này thì phục vụ để đi gia đình thì cực kỳ là hợp lý luôn. Hiện tại thời điểm này là ngày 12 tháng 12 năm 2023, có một chiếc xe duy nhất nhà em Việt Cường trên thị trường các bác ạ. Thì ngay sau đây em Cường xin phép mời các bác chiêm ngưỡng chiếc xe có màn nhỏ các bác nhé. Và đặc biệt hơn, các bác nào đang cần tìm mua bán những chiếc xe cũ, xe nước đã qua sử dụng thì đều có thể là ấn đăng ký kênh YouTube của em Việt Cường và bật chuông thông báo lên để có thể là tìm kiếm được những chiếc xe có thể là phù hợp với gia đình mình hơn các bác nhé. Và ngay sau đây thì em Cường xin phép mời các bác chiêm ngưỡng chiếc xe có màn nhỏ của em Việt Cường ạ. Em Cường xin phép giới thiệu các bác trước mặt chúng ta đây là chiếc Hyundai i30 sản xuất năm 2014. Chiếc xe là máy 1.6 bản nhập các bác nhé. Lại gần này, ngoại thất là màu đỏ này, mang biển số tỉnh, em Cường đã đúc hồ sơ rồi. Đó, hệ thống cụm đèn của chiếc xe này cực kỳ là bắt mắt luôn. Thời điểm 2014 đã có đèn bi cầu này, ánh sáng trắng này, hệ thống dưới này, đèn pha xương này ạ. Thiết kế này rất là sắc sảo luôn. Đây, về cái mặt đằng trước có những cái đường viền này, mạ chrome này và logo Hyundai ở đằng trước. Thiết kế ở cái phần form dáng đầu trước này thì em Cường cảm thấy rất là khỏe khoắn, lanh lợi, nhìn chiếc xe nó rất là thanh thoát đó. Và đặc biệt hơn là những cái đường gân này, có thể thấy này, đường gân dập nổi này. Nếu mà nhìn vào một cái góc nghiêng như thế này thì cảm giác chiếc xe cứng cáp, khỏe khoắn cực kỳ nhiều đấy ạ. Mép thì các bác có thể thấy mép xe này rất là đều và đẹp. Nốp thì đã thay một dàn nốp mới rồi, nốp 20 20 đúng rồi, 20 đây. Má phanh của xe đây. Xe này thì em về em cứ đã dọn rửa qua lại các bác nhá, đánh bóng, dọn thất và rửa phong máy. Đó là những cái chi tiết mà khi mà về nhà em Việt Cường thì em Việt Cường sẽ phải làm luôn để khi mà đưa lên trình làng cho các bác thì nó sẽ có một cái độ đẹp nhất định. Vì xe mà xấu ấy, dọn rời dọn nữa thì nó cũng không thể đẹp bằng những chiếc xe mà nó đẹp tự nhiên đâu các bác. Nếu mà đẹp tự nhiên chỉ cần gọi đòi là dọn rửa qua thôi thì nó đã đẹp rồi. Ghế nguyên bản theo xe, da thì khá là dày. Nhìn cái phần ghế này thì các bác có cảm thấy như kiểu dòng những dòng xe sang không, xe mẹt không? Đó. Đường kim mũi chỉ của xe rất là đều. Đó. Em cảm thấy ngồi ở trong chiếc i30 này cực kỳ là rộng rãi các bác nhé. Cực kỳ là rộng rãi luôn với một chiếc xe ở phân khúc hạng B. Đó. Tài chính bây giờ chỉ khoảng hơn 300 triệu thôi, các bác đã sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Đằng sau này, phần bó đuôi nhìn thì nhỏ nhỏ, xinh xinh như thế này thôi, nhưng mà ngồi bên trong thì cực kỳ là rộng rãi các bác ạ. Thời điểm 2014 phải bỏ ra giá trị là gần 800 triệu để sở hữu chiếc xe như thế này. Nhưng mà hiện tại đến thời điểm bây giờ chỉ có khoảng độ 365 triệu em Cường đang chào bán đây các bác ạ. Các bác sẽ cân đối về mức tài chính của mình. Vì chiếc i30 này hiện tại thời điểm này, hôm nay đến thời điểm này, hiện tại của tháng 12 năm 2023 thì có đúng một chiếc xe duy nhất trên thị trường nhà em Cường đang có. Và chiếc xe này thì em Cường sẽ cam kết bằng văn bản cho các bác về chất lượng của xe, đó là không đâm đụng, ảnh hưởng tới kết cấu khung gầm chassis, không ngập nước, không bổ máy, tháo máy, hạ máy. Đó, em Cường sẽ thay mặt đại diện bên cửa hàng sẽ cam kết cho các bác. Cốp của xe đây, các bác thấy rộng không? Nhìn ở trên màn hình thì các bác có thể thấy à? Có thể là em Cường quay thì nó không được đẹp bắt mắt, nhưng mà cốp này khá rộng, gần như là bằng với lại cốp Tucson đấy các ạ. Nốp đây ạ, dàn râu còn nguyên. Gầm của xe thì cực kỳ là mới. Gầm em chưa dọn rửa gầm đâu các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, gầm nguyên bản, có những cái cảm biến phía sau chống va chạm này, camera lùi này. Và đặc biệt hơn là Hyundai i30 thì độ cách âm khá là tốt, thân vỏ cực kỳ dày dặn. Đây em đóng cửa, mở cửa cho các bác xem này. Thấy chưa, cực kỳ là dày dặn luôn.
bốn cửa như nhau. Một chiếc xe đáng để trải nghiệm. Có phim cách nhiệt rồi. Bộ thảm sàn, sàn bọc da. Đây. Những chi tiết mà các bác hay thường thường hay để ý nhất là cái bậc lên xuống này, xem có bị xước không hay là những cái phần này. Thì xe này đi cũng cực kỳ dữ. Hàng ghế đằng sau. Đó. Bỏ số tiền trước kia là gần 800 triệu thì không thể nào mà mặt được ưa chuộng như kiểu Toyota Altis. Nhưng mà hiện tại đến thời điểm này thì nếu như ai đó đang có một chiếc Hyundai i30 thì thực sự em cứ nghĩ khá là ok. Vì chiếc xe này đã có đây ghế điện này, và bên trong option của chiếc xe này cũng khá là ok nhiều, và cái độ bắt mắt khá là cao vì đập thẳng vào mắt luôn. Hệ thống đồng hồ, cụm đồng hồ của xe này nhìn giống như xe đua. Welcome logo Hyundai. Xe này đi được 7.9 các bác nhé. Có đèn auto này, gạt mưa auto. Thì khá ok. Các bác nào mà cần hơn thì là nên cho em một cái màn hình. Còn không màn hình này thì khá là ok rồi. Vì kiểu tích hợp cả camera nùi ở đây rồi. Đó. Các bạn nếu mà cần hơn thì là nắp thêm một cái màn hình để xem YouTube, Google Maps. Ghế phụ đây, trần ga sáng này. Đó, không nem bẩn đâu. Sữa hormone của xe này chắc chắn là có rồi các bác. 2014 đến giờ gần như là 9 năm, gần như là 10 năm sử dụng rồi mà chiếc xe còn khá là đẹp. Đó. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập các bác nhá. À mà đặc biệt hơn là ở đằng sau của chiếc xe này, hai bánh sau là hệ thống treo đa điểm, chỉ có như ở những chiếc xe to thôi các bác ạ. Hệ thống treo đa điểm thì giúp cảm giác nó đi nó vững chãi hơn, nó khá là ok. Đó. Máy móc của xe thì khá là sáng. Đây, em quay qua từng con ốc này, chi tiết bên ngoài trước xong đó là đi đến phần máy móc. Máy móc đã dọn rửa rồi, và những cái nhựa này không bị bạc phai các bác ạ. Ốc A của xe khá đẹp. Tài chính 365 triệu em Cường đang chào bán chiếc xe này. Với các bác nào mà đã đi Hyundai i30 rồi, các bác có xem qua video của em Việt Cường thì có thể để cho em một lời bình luận về chiếc xe này được không ạ? Và bây giờ thì em Cường xin phép kết thúc video ở đây. Xin kính chúc các bác có thể sức khỏe, bình an và gặp trạng hạnh phúc. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bác.